Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tuổi mãn kinh là một giai đoạn có thể nói là tương đối khó khăn đối với nhiều phụ nữ, và đây là một giai đoạn mà phụ nữ nào rồi cũng gặp phải, dài hay ngắn, sớm hay muộn là tùy vào cơ thể của mỗi người. Và đây thực ra nó cũng là một biểu hiện của rối loạn nội tiết tố. Có thể nói rằng là đây là một cái thời kỳ khó khăn cả về sinh lý lẫn tâm lý cho bất kỳ người phụ nữ nào. Và để có thể có được cái nhìn rõ hơn, có những thông tin kiến thức cơ bản hơn để chúng ta có được một cái tâm lý vững vàng trải qua giai đoạn này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ với các bác sĩ của chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Asuri, chuyên khoa sản Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Và xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc nhân dân, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Vi, nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam. Và như thường lệ, phần đầu chương trình hôm nay chúng tôi xin được mời các bác sĩ và xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân. Có người gọi tuổi trung niên của phụ nữ là mùa thu của cuộc đời, có người lại gọi là tuổi hoàng hôn. Dù gọi là gì, khi bước vào thời kỳ này, người phụ nữ có vẻ đẹp của sự chín chắn, viên mãn. Bởi khi ấy, họ đã có gia đình, có sự nghiệp ổn định. Nhưng mặt khác, ở độ tuổi này, người phụ nữ cũng gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe do sự sụt giảm estrogen, hay còn gọi là nội tiết tố gây nên. Chị Lưu Thị Lợi, năm nay 53 tuổi, và cũng như những người phụ nữ trung niên khác, chị đang gặp nhiều sự khó chịu mà bản thân đôi khi cũng không hiểu là do đâu. Kính mời quý vị khán giả cùng chúng tôi tới gặp chị Lợi để tìm hiểu thêm cuộc sống, sức khỏe của người phụ nữ thời kỳ này. Hôm nay chúng cháu đến đây thì rất là mong được tìm hiểu về sức khỏe của cô, một người phụ nữ mà đang bước vào cái lứa tuổi mà người ta hay gọi là tuổi trung niên. Từ khi bước vào tuổi trung niên thì cô cảm thấy sức khỏe của mình có gì thay đổi? Khi đến khoảng 4 năm thì cảm thấy sức khỏe nó rất bình thường. Nhưng mà khi cái khoảng 1 năm sau một cái cảm thấy là đứng lên ngồi xuống là nó đã có cái vất vả, ví dụ đau chân này, đau tay này. Thế rồi là đứng lên ngồi xuống là phải vị. Thứ hai nữa là mất ngủ. Triệu chứng nhất là thay đổi tính nết. Trước đây cô không phải là người kiểu như là nóng tính đâu. Dạ. Nhưng mà đúng là sang cái tuổi đấy tự nhiên cô thấy cô có tính hẳn lên. Dạ. Xong là cảm thấy là nó bức bối trong người, nhưng mà nó không tả được là do mình bị làm sao. Dạ. Đầu nó kiểu như cứ ong ong, nó nóng nó bùng bùng, như là kiểu muốn là mình nói ra nhưng không nói được. Có phải cảm giác mà kiểu nóng, đúng, là đúng, trên phần da có một cơn nóng nó lướt qua da, xong rồi thậm chí đôi khi còn kiểu mồ hôi, đúng không? Hiện tượng đó gọi là bốc hỏa. Thế còn những biểu hiện bên ngoài mà có thể mình thấy thì sao? Ví dụ như là về da hay là về tóc? Tóc thì bạc nhanh lắm, người thì béo ra, ăn không nhiều nhưng vẫn béo. Thế còn một điều mà cháu nghĩ là những người phụ nữ cũng tương đối là ngại nhắc đến, đấy là vấn đề sinh lý á. Thường những người phụ nữ ở tuổi 50 mà cháu gặp thì mọi người hay nói với cháu là thôi bây giờ chỉ quan tâm đến cháu thôi, còn chuyện kia thì không nghĩ đến nữa rồi. Cảm bình thường như là cháu bây giờ, như cô là cháu là quan trọng nhất, chỉ thích cháu thôi, nói chung là không có ham muốn về cái đấy nữa. Những cái biểu hiện đó thì cô có biết là do đâu không ạ? Cô cũng xem vô tuyến, cũng hiểu được là cái tuổi là tuổi mình là tuổi tiền mãn kinh, cho nên cô cứ tự động viên mình thôi, cứ chân cái tay mình lại biết là tuổi già thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Bọn cháu thì cũng hay đọc sách đọc báo thì biết được rằng là cái triệu chứng của cô là do cái sự sụt giảm cái nội tiết tố nữ, hay còn gọi estrogen gây ra. Nếu mà các cô biết được điều đó sớm hơn, bổ sung estrogen từ khi mình còn cỡ khoảng 40 tuổi chẳng hạn, thì chắc là bây giờ cái sức khỏe của mình này, rồi tất cả những triệu chứng mà cô vừa kể với cháu, nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nếu mà cô mà biết như thế thì cô đã làm rồi, nhưng mà cô không biết. Không quá khó khăn để chúng tôi có thể xếp lịch khám với bác sĩ Asuri, một bác sĩ phụ sản khoa uy tín làm việc tại Bệnh viện Việt Pháp. Quel est le enfant? Cô có mấy con ạ? Cháu lớn là sinh năm 1980. Cô đã mãn kinh chưa ạ? Đang trong thời kỳ đó. Chưa hết hả? Mấy tháng rồi bị. À, ngoài cái đau đầu khó chịu mệt mỏi, cô có cảm thấy bị bốc hỏa? Nói chung là nó rất là mệt mỏi, mà cảm thấy trong người nó khó chịu lắm, nó cười nó nóng đầu rồi nó cứ bừng bừng đấy. Cô đang ở trong cái quá trình mãn kinh, nó cũng kéo dài trong khoảng
khoảng 3 năm nay rồi, cùng với các những cái triệu chứng suy giảm cái nội tiết của nữ. Ví dụ như là nó có những cái triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, hoặc là đặc biệt là những cái cơn hỗn loạn. Vâng, như vậy là chúng ta vừa theo dõi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cô Lợi. Trước hết thì xin được mời các bác sĩ và nhất là bác sĩ Asuri. Xin bác sĩ có thể cho biết là cái tình trạng bệnh của bệnh nhân Lợi mà chúng ta vừa theo dõi ạ, khái quát tình trạng như nào ạ? Bệnh nhân Lợi, 53 tuổi, đến khám phụ khoa với các triệu chứng như bốc hỏa, đau đầu, mệt mỏi. Bệnh nhân có dấu hiệu kinh nguyệt không đều từ 3 năm nay và có dấu hiệu bốc hỏa khoảng 10 đến 15 lần mỗi ngày, kèm theo các triệu chứng bốc hỏa, tỉnh dậy vào ban đêm. Bệnh nhân còn có tiền sử huyết áp cao và đang điều trị thuốc beta block. Xin được hỏi bác sĩ là giai đoạn này đến một cách từ từ hay là ồ ạt, hay là có những cái dấu hiệu nào rõ nét nhất để chúng ta có thể nhận biết được điều đó ạ? Thưa bác sĩ. Thì mãn kinh là một giai đoạn có thể nói rằng là người phụ nữ đã bắt đầu bước vào giai đoạn có sự suy giảm về nội tiết, mà nội tiết đó thể hiện tính nữ, đó là estrogen. Trên lâm sàng thì chúng tôi đều thấy là những chị phụ nữ có sinh đẻ thì bao giờ cũng tuổi mãn kinh rất sinh lý và hợp lý, đều ngoài 50 cả, thông thường là 54, 55 mới mãn kinh, và rối loạn khoảng 1-2 năm là 49, 50, 51. Thế còn những chị em bệnh lý thì mãn kinh sớm hơn. Tôi ví dụ, người ta gọi là người suy buồng trứng sớm thì có khi 32 tuổi, đấy là bệnh nhân sớm nhất đối với người thầy thuốc của tôi. Hoặc do bị u sơ, bị u nang buồng trứng. U nang buồng trứng là gì? Bệnh lý của hai buồng trứng đã đưa người ta đến cái việc phải xử lý, và đặc biệt nhất nữa là những hội chứng mà làm cho suy giảm hẳn cái chức năng buồng trứng, thì người đó có thể mãn kinh sớm trước tuổi mãn kinh sinh lý bình thường của đời người phụ nữ. Vậy thì có những triệu chứng nào để chúng ta nhận thấy rằng là thế là chúng ta đã đến tuổi đấy rồi ạ? Người phụ nữ sẽ có những triệu chứng, người ta gọi là dấu hiệu cơ năng ban đầu, tự nhiên thấy trong người khó chịu, váng vất, và đặc biệt nhất là xuất hiện đầu tiên là những cái vết bất thường ở trên da mặt, do estrogen suy giảm. Cái thứ hai là thấy trên da mình có những nếp nhăn chu ở cổ, ở mi mắt, rồi có người thở khoang mép. Và cái thứ ba nữa là người phụ nữ mi mắt thì thấy khó chịu, và bắt đầu từ sau đấy thì thấy xuất hiện những cái triệu chứng là những cái cơn mà ta gọi là cơn bốc hỏa. Từ cái khó chịu như thế cho nên bực bội, lo lắng, suy nghĩ, thì kéo theo một cái triệu chứng thứ hai là mất ngủ. Từ mất ngủ đưa đến cái vòng luẩn quẩn nữa là ảnh hưởng đến yếu tố thần kinh, càng ức chế hơn, cho nên đưa đến cáu gắt, bản gắt. Và cứ từ như thế nó ức chế sinh hoạt thì nó càng làm cho cái trục dưới đồi tuyến yên buồng trứng thay đổi. Cái sự chỉ huy, cái mối liên lạc feedback ngược chiều của hai hệ thống tuyến nội tiết ấy bị thay đổi, và đưa người phụ nữ đi vào trạng thái là rối loạn tiền mãn kinh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe chia sẻ của bác sĩ Medupi thì có thể thấy rằng là đây quả thật là một giai đoạn mang đến một cái sự khủng hoảng rất là lớn đối với người phụ nữ. Và nếu như chúng ta không có được một cái tâm thế chuẩn bị tốt và không có được một cái kiến thức cơ bản về vấn đề này, tôi nghĩ là nó kéo theo một loạt những hệ lụy trong sinh hoạt, trong cuộc sống, trong mọi quan hệ, đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ Asuri, chúng ta vừa nghe về rất nhiều những thay đổi của phụ nữ khi mà biểu hiện của tiền mãn kinh xảy ra với cái sự rối loạn của nội tiết tố. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn vai trò của nội tiết tố đối với người phụ nữ là như thế nào không ạ? Nội tiết tố nữ được tiết ra 98% là từ buồng trứng, và một phần khác đã chuyển hóa trong mỡ của nội tiết tuyến thượng thận. Nội tiết tố nữ quy định việc điều tiết chu kỳ kinh nguyệt, và nó đã quy định cả đặc tính sinh lý như là phát triển ngược, hình thể đặc trưng của phái nữ. Ngoài ra thì nội tiết tố nữ còn giữ một vai trò chuyển hóa xương, bảo vệ hệ tim mạch cũng như duy trì trẻ hóa làn da. Như vậy là chúng ta thấy vai trò của nội tiết tố rất quan trọng đối với phụ nữ. Vậy thì thưa bác sĩ Minh Đức Vi, như những gì mà ông đã vừa chia sẻ, vậy thì ông có thể cho biết là cái việc mà suy giảm nội tiết của phụ nữ ở thời kỳ này đấy, thì nó ảnh hưởng lâu dài như thế nào đến sức khỏe của người phụ nữ ạ? Thưa, estrogen là một cái nội tiết cơ bản để có tính nữ của người phụ nữ. Cái nội tiết tố estrogen ấy khi bị suy giảm
thì người phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng. Như tôi nói cái tác dụng trên, kể cả dây thanh âm, giọng nói, người phụ nữ có thể thay đổi. Đầu tiên là những thay đổi về cá tính. Họ thay đổi về tính tình, cáu gắt, khó chịu và nhiều khi nổi nóng. Hai là quên, bỏ đâu quên đấy. Cái thứ hai là xuất hiện cái tình trạng gì? Là cường độ làm việc cũng bị thay đổi. Do quên, đọc vào, nhớ đấy, nhưng rời khỏi tài liệu không đọc, lại quên. Cho nên đấy là cái hậu quả rất nặng nề do suy giảm estrogen. Vâng. Bác sĩ càng nói thì chúng tôi càng thấy rằng là như vậy người phụ nữ thực ra cũng phải gánh chịu khá nhiều thiệt thòi, đúng không ạ? Có những cái hoàn toàn là do tự nhiên, đúng không ạ? Do tự nhiên như vậy cũng không phải là do họ muốn như thế. Ngoài những cái hậu quả mà họ sẽ phải chịu đựng khi mà cái nội tiết tố suy giảm, dẫn đến là họ sẽ phải chịu đựng rất là nhiều vấn đề, thì nhiều người sẽ còn cảm thấy thiếu tự tin này, rồi cảm thấy xấu hổ khi mình bắt đầu già, bắt đầu xấu, bắt đầu kém hấp dẫn. Kém hấp dẫn đầu tiên là với những người trong gia đình, với chồng, với con, rồi sau đó là đến bên ngoài xã hội. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào để dành cho phụ nữ để cho họ có thể vượt qua được những mặc cảm đó, để họ có thể cảm thấy trở nên thoải mái hơn không ạ? Những chị em như thế, theo tôi đừng vội mà phải biết ngay được. Tôi muốn nhấn mạnh lại như phần đầu, đây là những dấu hiệu ban đầu của suy giảm estrogen mà không thiếu gì liệu pháp để có thể giúp người phụ nữ vượt qua. Trước tiên là lối sống và cách sống. Hãy mạnh dạn vẫn tìm cho mình một cái cuộc sống hòa nhập, vui vẻ. Anh dùng mỹ phẩm hay dùng gì, nhưng đầu tiên phải có cái đời sống hòa nhập, tức là vẫn vui vẻ, vẫn hoạt động, vẫn thể dục liệu pháp, đúng không nào? Vẫn hoạt động văn nghệ, thể thao. Đấy, một nụ cười bằng 10 thang thuốc, tôi nói rồi. Vẫn phải vui vẻ với chồng con. Và thậm chí là phải làm thế nào để tự mình hiểu và tư vấn được người chồng. Vâng, thưa quý vị khán giả, đặc biệt là chị em phụ nữ, tôi cũng như quý vị các bạn đang ở vào một cái giai đoạn mà chúng ta thật sự cần phải quan tâm và cần phải có những cái hiểu biết nhất định để chúng ta có thể, nếu mà gọi dùng cái từ chiến đấu thì nghe nó hơi to tát, nhưng đúng là như vậy. Chúng ta phải chiến thắng được cái giai đoạn có thể nói là rất khó khăn này đối với người phụ nữ. Tuy nhiên, như bác sĩ đã vừa nói, có rất nhiều cách để chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được giai đoạn này một cách nó tốt đẹp nhất. Và bây giờ thì có một vấn đề nữa cũng xin được lắng nghe ý kiến của bác sĩ Asuri, đó là các cái thay đổi ở người phụ nữ đều là do cái vấn đề nội tiết tố gây nên. Vậy thì y học có phương pháp can thiệp nào để mà cho phụ nữ chúng tôi, hay là cụ thể là bệnh nhân lợi như chúng ta vừa xem trong phóng sự vừa rồi, có thể có được một cái liệu pháp thật là tốt để mà chống đỡ lại vấn đề này không, thưa bác sĩ? Có các loại thuốc điều trị nội tiết tố nữ được thay thế, bao gồm estrogen và progestatin. Tuy nhiên, việc điều trị này thì không mang tính hệ thống. Đối với bệnh nhân lợi, các triệu chứng bốc hỏa được kiểm soát rất là tốt do cô có một môi trường sống lành mạnh và rất vui vẻ. Cô thường xuyên chơi thể thao, cùng chơi với các cháu và điều đó đã giúp cô vượt qua được các triệu chứng này. Đối với các trường hợp mãn kinh khác nói chung, thuốc điều trị nội tiết tố thay thế chỉ nên có chỉ định đối với các trường hợp có triệu chứng bốc hỏa, khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Không nên điều trị nội tiết tố thay thế quá sớm trong thời kỳ tiền mãn kinh do các triệu chứng thiếu hụt nội tiết tố này chưa hoàn chỉnh và chưa ổn định. Và đặc biệt là không nên điều trị cho bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng gì, bởi theo 3 nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguy cơ cao về ung thư vú và bệnh lý về tắc tĩnh mạch trên các bệnh nhân được điều trị bằng nội tiết tố thay thế. Đối với một số trường hợp bệnh nhân có chỉ định điều trị bằng thuốc nội tiết thay thế do các triệu chứng bốc hỏa khó chịu, thì thuốc cần dùng ngắn nhất có thể với liều lượng nhỏ và hiệu quả, và cần được đánh giá lại hàng năm. Mặt khác thì việc điều trị bằng vật lý trị liệu không dùng thuốc có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống bằng các hoạt động chơi thể thao, môi trường gia đình hoặc là ăn uống đa dạng hơn. Bác sĩ vừa đề cập đến cái liệu pháp thay thế hormone. Vậy thì thưa bác sĩ, là liệu pháp này có hiệu quả như thế nào và có thể tiến hành lâu dài được không ạ? Hiệu quả của liệu pháp thay thế nội tiết đối với các triệu chứng bốc hỏa có tác dụng ngay lập tức, không có giới hạn về thời gian đối với liệu pháp này, nhưng chỉ nên tiếp tục điều trị khi vẫn còn các triệu chứng gây khó chịu. Tuy nhiên, tính cần thiết và việc tiếp tục sử dụng thuốc thì cần được đánh giá lại định kỳ hàng năm. Bên cạnh đó thì liệu pháp điều trị thay thế nội tiết không chỉ định đối với điều trị dự phòng loãng xương.
Cảm ơn sĩ. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì người ta đang đề cập đến một số những hoạt chất có cái tác dụng tương tự như là estrogen, thế nhưng mà lại có cái tính chất thảo dược. Và chị em phụ nữ hoàn toàn có thể sử dụng được những cái dược phẩm này, chẳng hạn như là phytoestrogen, để có thể tăng cường cái nội tiết tố, chống được cái rối loạn nội tiết tố. Vậy thì thưa bác sĩ, có thể cho biết rõ hơn về điều này được không ạ? Chúng ta biết rằng hiện nay trên thị trường có nhiều loại, người ta thấy rằng ở mầm đậu nành cũng có, và đặc biệt là trong những năm gần đây thì đã có cái nghiên cứu từ 1932, bây giờ người ta mới dùng và mới đến chúng ta. Đó là khi cây củ rễ rất quan trọng, mà người ta gọi là cây Fueraria miliaria. Đấy là một cái cây mà được nghiên cứu từ 1932 ở Đại học Maidon, Thái Lan. Và bây giờ thì tôi đã có tài liệu, người ta đã nghiên cứu cả ở Nhật Bản, người ta đã nghiên cứu cả ở Mỹ. Nó có thể thay thế được cái estrogen mà lại mang tính an toàn. Chỉ có một điều là độ mạnh của nó chỉ bằng 1/1000 so với estrogen bổ trứng, cho nên nguy cơ là không có gì đáng sợ. Và chính vì vậy, các nghiên cứu của Thái Lan ở Đại học Maidon thì người ta thấy rằng những phụ nữ dùng cái viên thảo dược có nhiều cái kết hợp lại với nhau, thì trong đó có cái củ và cái rễ của cái cây phytoestrogen này á, đó là cái cây mà Fueraria miliaria là 800 mg trong một viên, và người ta dùng chỉ 2 tháng thì người ta thấy rằng ngay cả những bé gái hay những người phụ nữ kém phát triển về thể chất đã có tăng lên tính theo inch, tức là chỉ bằng khoảng 0,40 mm. Thế thì trong 2 tháng mà dùng thì nó đã lên được khoảng một nửa đến 1 inch rồi. Và đặc biệt người ta thấy rằng người phụ nữ dùng liều 800 microgram thì sau 2 tháng có một vài phụ nữ tăng được tới 5 cm cái bầu vú. Như thế thì là rất rõ ràng tác dụng. Và người ta thấy nó có tác dụng cao hơn cả sức mạnh của estrogen trong đầu này. Ở đây tôi phải mở rộng thêm là tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương tôi đang nghiên cứu 2 giai đoạn. Ở đầu này thì nồng độ nó cũng thế, nhưng người ta theo tác giả Thái Lan thì nồng độ này còn gấp 3.000 lần nồng độ của đồng này, rất là mạnh. Đấy, đấy. Cho nên rất tốt, có thể dùng được. Thế thì cái này rồi sắp tới tôi sẽ làm việc với công ty dược phẩm và Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ làm nghiên cứu để có thể có những tư liệu cung cấp tốt hơn cho chị em. Vâng, vậy thì cách sử dụng thảo dược này là như thế nào ạ? Cách dùng thảo dược này của người ta tức là thế này, là uống thông thường như thế, tức là viên, một viên nó đã có, một ngày dùng khoảng 2 viên. Đấy, có thể trước hoặc sau bữa ăn. Và liệu trình của người ta là cứ 2 tháng một thì là cái lại kiểm tra định lượng lại và đánh giá cái sức khỏe và thể chất của mình. Thế còn những bé gái hay những người phụ nữ kém phát triển về vòng eo trên, mà trên thị trường thì chúng ta có cái sản phẩm gọi là Big One đấy. Cái sản phẩm ấy tức là những bé gái mà ngực hơi nhỏ, đấy, thể chất chưa tốt, da dẻ chưa đẹp, thì cái isoflavone này nó có tác dụng. Nó tác dụng trực tiếp lên cái thụ thể estrogen của cơ thể, và thụ thể ấy đưa cái phytoestrogen này đến cả tích tụ collagen. Mà collagen là chúng ta biết là một chất chun giãn ở dưới lớp da. Đấy, cho nên là làm cho người phụ nữ da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào và